Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân mừng thân thương thiên đường của Mỹ Quốc anh chị em các bạn. Con người phụ nữ đang đứng xin ăn, đang đứng xin ăn ở góc đường. Tội không? Anh chị em các bạn thấy tội không? Ở Mỹ á, thiên đường Mỹ Quốc của bao que đó. Mấy cái góc đường bây giờ người ta đi xin ăn rất là nhiều. Tại đời sống kinh tế khó khăn mà. Mình đang lái xe mình thấy cái chuyện đó, mình chụp điện thoại quay cho các bạn xem. Bên đây một góc nè, mà bên đây một anh đứng nè, góc bên này nữa nè. Đấy, góc bên tay phải của mình lại mình nè. Đứng đi xin tiền. Đấy. Phụ nữ đó nha. Một người đứng ở bên góc này nè. Bây giờ nó đứng nhiều lắm. Đấy. Mấy cái góc đường thì mấy cái khu vực thành phố, cái xã hội, đừng có nghĩ rằng Mỹ nó là một cái thiên đường đó. Thời buổi bây giờ kinh tế khó khăn mà giàu nghèo ở đâu cũng có, chứ đâu phải riêng gì ở Việt Nam đâu. Nói chung Việt Nam bây giờ người nghèo người ta cũng biết phấn đấu vươn lên rồi, ta cũng biết phấn đấu để vươn lên để đặng mà có cuộc sống nó tốt hơn. Mà cái ở bên xứ Mỹ đó anh chị các bạn, đây chỉ là một cái thành phố nhỏ thôi nha, một cái thị trấn nhỏ thôi đó, nó không phải là trung tâm của thành phố đó. Vào trong trung tâm của thành phố còn chứ dằn nữa. Một cường quốc như thằng Mỹ mà nó còn phải gánh chịu những cái hậu quả, những cái hệ lụy về xã hội, chứ đâu phải là một cái cường quốc như Mỹ là cái gì nó cũng tốt ở đâu. Ở Mỹ anh chị em các bạn biết đời sống nó phân biệt lắm. Khu người giàu nó ra khu người giàu, khu người nghèo nó ra khu người nghèo, nó rõ ràng lắm. Nó không phải như ở Việt Nam của mình. Việt Nam của mình giàu nghèo sống trà trộn với nhau hết. Rồi người ta tự mưu sinh buôn bán và làm ăn, tự cung tự cầu và tự cấp. Còn Mỹ nó rõ rệt lắm. Đi vào cái khu của người giàu nó một trời một vực. Cái khu này là những cái khu vực này là vùng của những người dân trung lưu thôi. Đâu phải là nhìn trên những cái con đường như vậy, xe cộ chạy tấp nập á, là nước Mỹ, là dân Mỹ ai cũng giàu hết đâu. No. Ở bên Mỹ cái hạ tầng cơ sở và cái xe hơi ô tô nó chỉ là cái phương tiện thôi. Anh chị em các bạn nên nhớ như vậy, nó chỉ là cái phương tiện. Càng đi xuống mấy cái vùng này nó buồn lắm. Cái kinh tế Mỹ nó cũng còn ảm đạm lắm. Những cái khu vực kinh tế ở dưới này nó còn điều hiu. Càng đi ra ngoài này nhiều cái khu thương mại là nhìn hoang vắng, rất là hoang tàn. Nhiều khu thương mại còn thê thảm lắm. Có những cái khu nó vẫn còn bỏ hoang. Anh chị em các bạn biết từ năm 2008 bữa nay 10 năm rồi đó. Mặc dù nó cũng có cái sự ổn định lại, nhưng mà nó vẫn còn chưa vực dậy hết toàn bộ cái nền kinh tế. Nó sụp hồi năm 2008. Những cái khu thương mại nó còn điều hiu. Nó còn điều hiu. Hỏi ấy chứ bây giờ mà làm ăn qua Mỹ mà làm ăn kiểu này làng quạng là chết. Chứ ở đó mà ham đi Mỹ, có của ăn của dư của thừa, ở Việt Nam sống sướng. Qua Mỹ đi chơi đi du lịch, muốn làm ăn ở Mỹ là phải lớn. Bây giờ nói giờ cầm 500.000 đô qua Mỹ bây giờ cũng chưa chắc nữa. Có người hôm kia tôi thấy có một cái status để là có 100.000 đô nên sống ở Mỹ thì ở Việt Nam. Tôi nói sống ở Việt Nam vẫn ngon hơn. 2 tỷ mấy, 2 tỷ 3 cầm ở Việt Nam hơi bị ngon luôn. Khu này là khu dân trung lưu đó nha anh chị các bạn. Khu dân trung lưu. Còn cầm 100.000 đô qua Mỹ thấm gì? Không có thấm vào đâu hết trơn á. Không có thấm. Qua nếu mà không tìm được công ăn việc làm, tôi nói trong vòng 1 năm dân 100.000 liền. Tôi nói nếu mà lỡ bà bệnh hoạn hay có chuyện gì mà xui xẻo mà lỡ mà xui xẻo mà gặp không may, chuyện không may á, là coi như là chết. Chứ không phải giỡn đâu.
bạn thấy những cái khu vực này là dân trung lưu, đời sống ở dưới này kinh tế nó còn hắt hiu lắm. Chứ bây giờ mà nói cầm 100.000 đô vào Mỹ, các bạn thấy ngay cả trường học ở Mỹ không, xe cảnh sát đó. Trường học ở Mỹ á, nó rào, tại vì mấy cái khu dưới này nó cũng không có an ninh lắm, xe cảnh sát nó đậu túc trực 24/24 để đặng mà nó bảo vệ cái trường học á. Những cái chuyện mà ở trường học nó hay xảy ra bạo loạn đồ, anh chị em các bạn thấy vô trong trường á, trường học ở Mỹ á, là phải có giấy chứng minh đồ mới vô được, ngầu không? Xe cảnh sát, chiếc xe của nó nè, đủ đồ chơi hết á, máy móc của nó, nó giống như là một cái tổng đài vậy đó. Nó chỉ cần bấm cái là để máy, cái máy computer của nó có máy hiệu Panasonic, anh chị em các bạn biết cái máy đó ngầu lắm. Cái máy nó dục xuống nước, dục vô lửa, xe cán qua cũng không bể nữa, vẫn lấy ra xài được cái máy của nó. Đời sống ở Mỹ mà 100.000 đô nó giờ cầm ở Mỹ là cứ húp cháo. Nếu mà không kiếm được việc làm, tôi nói ở Mỹ mà ốm đau mà bệnh hoạn cái là tiền bạc 100.000, tội không kêu xe ambulance, xe cứu thương, có chuyện gì bệnh hoạn mà kêu nó tới nhà mà đi vô chỗ bác sĩ rồi rất là tốn kém. Ở bên Mỹ sợ nhất là cái tiền y tế. 100.000 đồng bên Mỹ giờ thấm gì, không có nghĩa gì hết trơn. Tôi nói thiệt, đồng tiền nó mất giá, đời sống nó cao, vật giá nó cao, cái gì cũng đắt đỏ hết. Trong khi đó một đô Việt Nam bây giờ là 23.000 mấy trăm rồi, rất là mạnh. Tiền đô Việt Nam bây giờ rất là mạnh. Cả Việt Nam 100.000, tôi nói bây giờ bỏ ra 100.000 là tôi làm nên sự nghiệp luôn. Ở Việt Nam á, hơi bị ngon luôn, có một sự nghiệp không hơn ai mà cũng không thua ai. Cái chị nói kiểu là giống như ngó lên cũng không bằng ngó lên mình không bằng ai, mà ngó xuống mình cũng không thua ai, mình cứ ngó ngang ngang mình sống thôi. Anh chị em các bạn thấy không, trường học đi vô là phải có bấm chuông nó mới, cửa nó mới mở, chứ không phải tự nhiên mình bước vô trường học là mình bước đâu. Bấm chuông cái cửa nó mới mở, tại mấy khu này nó cần an ninh, nó phá lại. Thôi xin chào anh chị các bạn nha.